À, em xin chào chị, chị có thể cho em biết tên của chị và tuổi không ạ? Chị Huệ, 53 tuổi. Như chị? 53 tuổi. Dạ. À, mình nhà mình ở đâu chị? Ở xã Mỹ Thuận. Mỹ Thuận, tỉnh nào chị? Tỉnh Sóc Trăng. À, dạ. À, mình hiện tại đang sức khỏe mình như thế nào chị? Có bị bệnh, có đau bị, không em chị? Nhất lưng với nhất chân á. Dạ. Ra đây điều trị được 5 ngày. À dạ. 5 ngày qua chị điều trị xong thì bữa nay chị cảm nhận như thế nào chị? Thấy cũng khỏe. Dạ. 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 Cái mắt sáng ngời kìa. Dạ. À, chị thấy phương pháp này là nó đơn giản, nó có gì là cho mình đau hay là khó khăn không chị? Khỏe. Tôi nói rồi, tôi nói cái này nữa, tới chừng nữa thì mất chắc đi khoảng bên đi massage hoài. Dạ. Dạ. Thấy nó thoải mái. Dạ. 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 5 ngày qua là rất nó thoải mái dễ chịu vậy ha. Dạ dạ. Thì chị thấy hôm nay trong 5 ngày thì chị thấy đội ngũ nhân viên ở đây phục vụ chị có thấy tận tình, có gì chị góp ý không chị? Tốt lắm. Dạ, tốt vậy ha. Rất là dễ gần chị ha. Dạ. Dạ. À, nhất là chú Giác á. Dạ. Thì chú Giác là nhiệt tình lắm. À, sau khi chị đi xong ở đây á thì chị có thể là giới thiệu cho mọi người biết bà con người quen chị có bệnh á. Dạ. Chị giới thiệu giúp tụi em đến đây để là chăm sóc cho mọi người có cái sức khỏe tốt nhất chị ha. Dạ dạ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Chào chị. Dạ. Chào chị.